lắm. Cô chú nhìn thấy không? Giòn lắm. Anh dùng mà
Kính chào quý cô chú anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo của cuộc sống Sài Gòn TV về ẩm thực đường phố Sài Gòn. Hiện tại là em đang đứng tại 48 Nguyễn Thị Tú, khu phố 3, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, nhân quý cô chú anh chị và các bạn. Nơi chỗ heo quay Nguyên Con nè, Trương Quân. Hiện tại là em trai quê miền Tây đang tay trái nè, đang chặt ra heo. Kia là em trai quê miền Trung, thiếu niên miền Trung. Tầm khoảng 11 giờ rưỡi đến 12 giờ là bắt đầu ra heo nha quý cô chú anh chị và các bạn. Sáng mấy tư chiều ngày cúng thì các bạn sẽ làm heo quay sớm hơn 100.000 không? 100.000 cho cô. Rồi là 250 phải không? Dạ. Rồi là 250. Hay chưa? 120. 120. Mình 200 ha. Để đẹp. Tóc mồ hôi, cái nắng nhiệt độ bây giờ ngoài trời là tầm khoảng, mình nghĩ là khoảng 30 mấy độ C. Ngay chỗ cái lò lửa nữa. 1 ký không anh? Ah.
nhất là cái da đó, cái da nó giòn. Ờ, đúng không? Khoái nhất là cái da đó. Cái da nó giòn, anh quay cái da nó giòn mà nó thấm vị lắm, cái da giòn ăn ngon lắm, thấm vị. Cái da này có đúng gì không? Rất là thấm vị luôn. Hôm nay con heo thì tầm khoảng 55 kg. Mang heo tầm khoảng 55 kg. Mình chỉ coi cận cảnh thôi nha, chứ còn quay xa xa chứ nó dính cái đầu heo vô là YouTube nó không cho. Thấp à. Cô chú anh chị và các bạn xem video á, thấy hay có thể là like, chia sẻ và đăng ký ủng hộ giúp Sống Sài Gòn TV nha cô chú anh chị và các bạn. Ẩm thực đường phố đó, bây giờ là em cắt ra, chặt ra từng miếng kia để trên đây á, rồi cô chú tới mua thì em mới làm cái nhận. Nhìn hấp dẫn lắm, tầm khoảng là 11 giờ rưỡi là bắt đầu là đã bán rồi, đã ra heo tầm đó, cả đó chắc ngày nào cũng cả đó hả? Dạ, đúng rồi. Ngày này tầm khoảng 11 giờ 1 rưỡi. Giá heo quay của chúng ta đó là tầm khoảng là 280.000 là cao nhất, đó là ba rọi, còn đùi là 250. Tóc mồ hôi luôn á, nóng quá rồi. Nóng quá trời luôn mà. Rồi, Cuộc Sống Sài Gòn TV xin cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn nha. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo của Cuộc Sống Sài Gòn TV. Nhớ like, subscribe và chia sẻ giúp em nha cô chú anh chị và các bạn. Trong video tiếp theo, nếu ai mà muốn ăn heo quay nguyên con lá mặt thì ghé địa chỉ là 48 Nguyễn Thị Tú, khu phố 3, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, nơi heo quay anh Quân nè. Trong mỗi video thì em có để số điện thoại, địa chỉ và cái thời gian bán của anh Quân ở phía bên dưới. Cô chú anh chị và các bạn, nếu mà trong quá trình xem mà không thấy thì có thể là kéo xuống dưới bên dưới là thấy liền hả nha. Ồ, ghen tung té te đúng. Đây là trai quê Bến Tre, trai quê Tiền Giang. Đây là đường Nguyễn Thị Tú nè, trưa nắng lắm.